Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán thanh lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 20 tháng 12 năm 2020. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cái cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Và cái cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, hôm nay em vừa về một cái lô giáng hương tam bảo sắc ạ. Hàng thời điểm bây giờ cô chú anh chị có thể ghép cho mình những giò giáng hương tam bảo sắc để chơi hoa xuân. Hoa xuân nhá, dòng hoa cực kỳ là thơm, dễ thuần, dễ chăm ạ. 120.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị này. Hàng thì cũng đã chọn lựa ạ. Cái tỷ lệ gãy dập đầu ngọn cũng như là dập lá thì rất là ít luôn cô chú anh chị nhìn này, hàng đẹp ạ. Rồi tiếp theo sang bên này là hoàng thảo chuỗi ngọc. Hoàng thảo tụi chuỗi ngọc thì từ đầu mùa đến bây giờ, cái mùa nói là cái mùa rụng lá ấy, thì đến bây giờ em mới có một cái lô chuỗi ngọc về, dòng hoa chuỗi ngọc bền và rất là đẹp. Hiện tại thì một số cây là đã bắt đầu là nhú nụ cực đẹp như thế này rồi cô chú anh chị này. Đó, hoàng thảo chuỗi ngọc em bán với giá là 180.000 cho 1 kg nhé. Và bên này đây là dòng long tu đá. Long tu đá em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Rồi tiếp theo sang bên này là đùi gà của vùng Tây Bắc cô chú anh chị nhé. Đùi gà vùng Tây Bắc hiện tại cũng đang bắt đầu xuống lá hết rồi. Một vùng miền được coi là vùng miền có hoa mắt nhung đen tuyệt vời đẹp ạ. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg đùi gà vùng Tây Bắc. Tiếp theo sang bên này là lô giáng hương đuôi chồn. Đuôi chồn mùa này thì nó có hơi héo cô chú anh chị nhé. Tại vì là mùa đông khô hanh nên là nó hơi có phần hơi héo ạ. Và cái phần gốc rễ của nó này, cô chú anh chị nhìn này, rễ của nó nhìn cũng có phần hơi khô ạ. Tuy nhiên thì cô chú anh chị về ghép một dạo sang xuân nó sẽ hồi và cho cô chú anh chị hoa cực đẹp nhé. Mà mua rất đợi cân. Em bán với giá là 160.000 cho 1 kg giáng hương đuôi chồn thôi. Và bên này là hoàng thảo kèn. Hoàng thảo kèn thì em có phần bên này là kèn nhỏ này, kèn ngắn nhé. Kèn nhắn ngắn ạ, hiện tại em cũng thấy là đây như cây kèn ngày ngắn nhờ vẫn cho đang cho nụ rồi này. Bên này là hàng kèn dài đó, còn một ít cái kèn dài để dài này và một phần cái kèn ngắn này thì em vẫn bán đồng giá là 700.000 cho 1 kg của chú anh chị nhé. Đó, rồi tiếp theo bên này đây là dòng lan ý ngọc, hoàng thảo ý ngọc ạ. Dòng hoa thân thì rất là giống với cả hoàng thảo kèn, từ khuôn bông hoa cho đến từ khuôn bông hoa cho đến thân ạ. Tuy nhiên thì ý ngọc thì hoa sẽ màu trắng và cực kỳ là rất là sai hoa, cũng giống như kèn rất sai hoa. Tuy nhiên thì hoa của nó sẽ là cánh trắng và họng tím ạ. Em bán với giá là 160.000 cho 1 kg. Hoàng thảo ý ngọc cây khô ráo và mua rất lợi cân. Bên này đây thì em có dòng long tu xuân. Long tu xuân hàng thân căng mập, rất là khỏe khoắn luôn ạ. Dễ thuần, dễ chăm mà hoa nhìn rất là sang chảnh. Long tu xuân em bán với giá là 220.000 cho 1 kg. Và bên này là hoàng thảo vẩy rồng. Một dòng hàng có sức sống rất là mãnh liệt luôn ạ. Đó, những cái rề vừa vừa và thân lá rất là to. Với giá em bán là 120.000 cho 1 kg hoàng thảo vẩy rồng cô chú anh chị nhé. Và bên này là hoàng thảo hoàng lạp với cây ít lá. Em bán thanh lý với giá 70.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị cứ yên tâm nhé. Hàng này nó không kém gì những cái hàng mà có nhiều lá đâu. Tức là nó vẫn sẽ lên mầm rồi cho hoa bình thường. Những cái giả hành không có lá nó vẫn cho hoa bình thường cô chú anh chị nhé. 70.000 cho 1 kg thôi ạ. Tiếp theo sau bên này thì em có dòng lan hải yến. Hải yến một cái dòng hàng mà có hoa sắc tím Huế rất là tuyệt vời. Hải yến với giá là 140.000 cho 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mình có thể lấy theo bó. Một bó như thế này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 8 cho đến 6 cho đến 8 đầu ngọn, với giá chỉ 40.000 cho một bó thôi. Và hoàng thảo trúc mành ạ, dòng hoa đáng sưu tầm và rất là xinh. Hoa ba màu sắc vàng, tím và trắng, rất là sắc nét luôn. Và cái dòng lan này thì em bán với giá 240.000 cho 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mình có thể lấy theo bó. Đây, một bó như thế này đủ cô chú anh chị làm một giò đẹp đúng không ạ? Với giá chỉ 50.000 cho một bó nhé. Và bên này đây là dòng lan kiều vàng. Kiều vàng thời điểm bây giờ thì em thấy là một số cây đã đang bắt đầu sưng mắt nụ rất là lớn rồi. Đó, kiều vàng ạ, hàng cũng đã cắt tỉa kỹ. Em bán với giá là
160.000 cho 1 kg dòng lan kiều vàng. Tiếp theo sang bên này thì em có cái dòng lan Hoàng Phi Hạc ạ. Hoàng Phi Hạc thì em thấy hiện tại một số cây cũng đã bắt đầu là có hiện tượng là sưng mắt nụ rồi. Hàng cũng đang xuống lá nhé, khỏe khoắn đẹp. Với giá em bán là 130.000 cho 1 kg. Và ở đây thì em có hai phần hoàng thảo tam bảo sắc này. Đó, mỗi một phần như vậy đủ cô chú anh chị làm một giò to và đẹp luôn đúng không ạ? Em bán là 50.000 cho một phần hoàng thảo tam bảo sắc này. Rồi tiếp theo ở bên này. Bên này thì em có một phần hoàng thảo hương vani rất là đẹp luôn. Hôm nay không biết là có khách nào chốt rồi mà về sau thì em lại không để cái tờ đơn ở đâu lại không thấy ạ. Chỗ này em bán 50.000 nhá cô chú anh chị nhá. Hương vani, một phần hương vani rất là đẹp luôn. Khỏe khoắn rất đẹp, 50.000 ạ. Và bên này là em còn có một phần hạc vĩ. Hạc vĩ nhá, chỗ này chắc khoảng tầm 1 kg thôi, rất nhiều luôn. 130.000 cho 1 kg hạc vĩ. Hàng bây giờ là khô, rất là khô ráo nên cực lợi cân luôn. Và cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm khi mua hạc vĩ mùa này nhá. Nhìn cây khô ráo như thế này, nhiều cô chú anh chị mới tập chơi lan thì sẽ rất là sợ. Nhưng cái hàng này em đảm bảo là cô chú anh chị sẽ được một mùa hoa trọn vẹn và hàng giống tuyệt vời. Và bên này đây thì em có dòng lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Hàng này thì hiện tại là mỗi một cây chỉ còn có một ngồng hoa nhé cô chú anh chị. Bình thường là cây hai ngồng hoa nhưng hiện tại thì cây chỉ còn một ngồng hoa thôi và bình thường em bán 90.000 cho một chậu. Thì hàng hôm nay em sẽ để với giá chỉ còn có 60.000 cho một đợt chậu. Hồ điệp lá biên lá phát tài cô chú anh chị có thể về được ngắm bông hoa của nó cũng như là để làm giống của chú anh chị này. Và bên này là em có những cái chậu hồ điệp. Hàng hồ điệp này thì cây sẽ có một ngồng hoa, hoa với hoa sắc tím hồng nhá. Hồ điệp lá biên này cũng hoa sắc tím hồng cực đẹp luôn ạ. Cái này cũng hoa sắc tím hồng rất là đẹp luôn, em bán 60.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em để giá là 55.000 cho một chậu. Tiếp theo sau bên này đây là những cái gốc giả hạc di linh xuân, thân mập nụ luôn cô chú anh chị này. Đó, một chậu thì nó sẽ có một thân hoặc là hai thân. Nếu như chậu nào mà có một thân thì nó sẽ dài từ 15 cm trở lên. Và chậu nào mà có hai thân thì nó sẽ có thể là ngắn hơn 15 cm cô chú anh chị nhé. Thân cực kỳ là mập luôn. Hàng này thì hoa nó là dòng phi điệp mà nó sẽ nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Không chỉ đẹp từ về nở rất đặc biệt vào dòng phi điệp nở hoa Tết đặc biệt mà nó còn rất là đẹp về cái khuôn bông hoa cũng như thân lá. 80.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo sang bên này là những cái chậu đai châu. Những cái chậu đai châu này thì mỗi một chậu là hiện tại đang có từ 3 cặp lá trở lên nhé cô chú anh chị. Một số cây thì có nứt nụ nha, số đó thì ít. Đa số là cây hiện tại thì em chưa thấy là có nụ cô chú anh chị nhé. Chậu thì khá là lớn và từ 3 cặp lá trở lên như thế này. Thì bình thường là em bán đây, nhưng chậu này thì có nụ nhưng mà lại đang lỗi lá. Nói chung là chậu nào có nụ thì gần như là lỗi lá. Chậu nào không có nụ không có lỗi lá. Đấy, về cô chú anh chị có thể đợi một dạo. Em nghĩ là những chậu này có thể cho nụ hết. Nhưng mà hiện tại là một số cây là chưa có. Đa số là chưa có nụ nhé. Bình thường em bán 130 thì hôm nay em sẽ chỉ để giá là 110.000 cho một chậu thôi. Đai châu ạ, em có màu cam này, màu tím đốm, màu bò sữa và màu hồng ạ. Màu cam, màu tím đốm, màu bò sữa và màu hồng cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo sang bên này đây là dòng địa lan hồng tửu nhân tình. Hồng tửu nhân tình, cái dòng lan mà có mùi hương cũng sẽ rất là ngọt ngào, quyến rũ như cái tên gọi của nó. Và với cái sắc hoa đỏ thắm như cái bên nhà vườn người ta gửi cái mặt hoa sang cho ạ. Và nụ thì rất là khỏe khoắn luôn. Cái dòng này hoa sẽ bền trên 2 tháng ạ, bền trên 2 tháng của chính chị nhé. Và một chậu hồng tửu nhân tình như vậy thì nó có tất cả là 3 ngồng hoa trở lên. Mỗi một chậu ít nhất là 3 ngồng hoa. Em xin phép được bán với giá là 260.000 cho một chậu. Em bán 260.000 cho một chậu của chú anh chị nhé, hồng tửu nhân tình ạ. Và tiếp theo sang bên này đây là dòng địa lan cọp đỏ. Mỗi một chậu cũng sẽ có ít nhất là 3 ngồng hoa của chú anh chị này, 3 ngồng hoa. Thân rất là khỏe khoắn và cô chú anh chị yên tâm là vì cô chú anh chị mình chơi hoa xong rồi thì cô chú anh chị sang chậu và nhân giống để sang năm nhé. Hàng dễ thuần dễ chăm. Và đây là một cái chậu mà hiện tại nó đang bắt đầu nở hoa sớm. Nở hoa sớm ạ, ban ngày thì nhìn sắc hoa cũng rất là xinh ạ. Đó, bông hoa cánh lưỡi cong và cánh hoa cong bay rất là đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị này. Mùi hương thơm nhẹ nhàng, rất là quyến rũ. Và một chậu địa lan cọp đỏ này em cũng bán với giá là 260.000
60.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Cũng là 260.000 cho một chậu. Và bên này đây là một cái loại lan rất là đặc biệt luôn. Đó chính là dòng lan giả hạc chấp Mỹ, mà giả hạc chấp Mỹ ạ. Dòng giả hạc chấp Mỹ này thì cô chú anh chị có thể thấy cho em thân mập nụ ú ụ luôn. Và đặc biệt là hiện tại đang ra nụ đều tăm tắp luôn cô chú anh chị nhé. Ra nụ đều tăm tắp luôn. Giả hạc chấp Mỹ này là một cái dòng lan kiểu dạng như là hoa cánh chớp, dạng như hoa cánh hoa đột biến cô chú anh chị nhé. Nói chung là hoa rất là đặc biệt luôn. Và một chậu giả hạc chấp Mỹ như thế này thì hoa sẽ chắc chắn là nở vào dịp Tết rồi. Em bán với giá là 280.000 cho một chậu. Chiều dài của nó từ 60-70cm trở lên. Chiều cao của nó ạ, 60-70cm trở lên. Và hàng này thì hoàn toàn là chuẩn ươm ki cô chú anh chị mình nhá. Chuẩn ươm ki nên là sẽ chuẩn mặt hoa. Chuẩn mặt hoa, và em dám khẳng định rằng với những cây thân lá hàng nụ đẹp như thế này, không nơi nào bán dưới 300.000 cho một chậu. Em dám khẳng định điều đó ạ. Đó, hàng đang rất là tuyệt vời. Thân thì mập nù và cao rất là đẹp luôn. 280.000 cho một chậu giả hạc chớp Mỹ của chú anh chị này. Và bên này đây em có một bảng giả hạc Pháp duy nhất ạ. Rất là nhiều thân. Đấy, hàng bảng gỗ rồi. Em bán 150.000 cho một bảng này thôi nhá. Và bên này là dòng lan cát Lai A. Dòng lan cát Lai A, dòng lan cát mini với những cái nụ cực kỳ là xinh luôn ạ. Dòng lan cát nụ rất là xinh luôn. Đây, một bông hoa đang bắt đầu he hé nở. Đây là dòng hoa cát Lai A, dòng lan cát mini, nhưng mà bông hoa của nó cũng không hề nhỏ. Cái độ to khi mà nó nở ấy ạ, cũng phải trên 4-5cm cô chú anh chị nhé. Và hoa rất là bền thơm, và nó sẽ cho cô chú anh chị hoa quanh năm ạ. Tại vì một chậu như thế này rất là xung xuê này. Cái mầm này lên rồi, những cái cây này cho hoa rồi, những mầm này lên bắt đầu nó sẽ cho nụ cho hoa. Cô chú anh chị mình sẽ được ngắm hoa quanh năm nhé. Hoa thật thơm nữa. Cô chú anh chị có thể thấy ngắm đẹp, hoa màu hồng Giáng sinh. Một bông hoa chuẩn bị hé hé nở thôi mà cô chú anh chị đã thấy một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời của cái khuôn bông hoa này rồi. Em bán chỉ có 130.000 cho một chậu như thế này thôi cô chú anh chị nhé. 130.000 cho một chậu cát Lai A hàng nụ, hoa xiêng quanh năm. Và rất là nhiều giả hành. Cực đẹp luôn như thế này cô chú anh chị này. Chậu nào cũng có nụ hết nhá. Và bên này đây là dòng lan trầm tím. Mỗi một cốc trầm tím như vậy. Đây là trầm tím hàng rừng thuần trong chậu. Em bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Trầm tím hàng rừng thuần trong chậu này em bán với giá là 60-100.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em để giá 95.000. Hoặc là không thì cô chú anh chị mình này, cô chú anh chị mình có thể mua giúp em hàng trầm hàng rừng này nhá. Hàng xịn rừng này cô chú anh chị này, về làm giống, về ngắm hoa. Đó, trầm rừng. Trầm rừng hàng cũng đã chọn lựa và cắt tỉa bớt cô chú anh chị nhé. Nên là cái tỷ lệ gãy dập thì cũng có. Tuy nhiên thì hàng rừng thì không thể tránh khỏi, nhưng mà nó rất là hạn chế luôn ạ. Đây ạ, ví dụ như là gãy thì cũng có thể gãy rất là cao như thế này thì em mới gửi hàng cơ. Chứ còn nếu mà ví dụ như là những cái chậu cây nào, những cái thân nào mà nó gãy sát gốc quá quá, hoặc là trong một cái rề mà không có thân hoa chẳng hạn như vậy, thì em sẽ không gửi cho cô chú anh chị nhé. Đảm bảo cô chú anh chị về là sưu tầm là sẽ được ngắm hoa cũng như là làm giống. Em bán với giá là 850.000 cho 1kg trầm tím. Đó, thời điểm tuyệt vời để cô chú anh chị ghép ngắm hoa xuân. Dòng trầm tím hàng rừng ạ. Và tiếp theo sang bên này đây thì em có cái dòng lan giả hạc hồng ngọc nhá. Với cái sắc hoa tím hồng ngọc rất là tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị nào mà được ngắm một lần chắc chắn là sẽ cực kỳ là mê. Hoa thì rất là thơm nữa cô chú anh chị nhá. Giả hạc hồng ngọc hoa rất là thơm. Giả hạc hồng ngọc này, cái chậu số 1 ạ. Chậu số 1 em bán 280.000 cho chậu giả hạc hồng ngọc số 1. Ba thân nhá. Chậu giả hạc hồng ngọc số 2, hàng này thì đi ạ. Ba thân dài, căng mướt và đẹp. Mùa này đang mùa xuống lá nên cô chú anh chị nhìn thấy nhiều lá vàng, nhưng thân rất là khỏe và không hề có sao cô chú anh chị nhá. Đó. Và chậu này em cũng bán với giá là 280.000 cho chậu số 2. Chậu số 3 với giá cũng 280.000, rất nhiều thân, nó hơi ngắn nhưng rất nhiều thân ạ. Và đảm bảo cây giống hàng này chuẩn hết, toàn bộ đều ươm ki cô chú anh chị nhá. Đều ươm ki. Dòng này thì một vài năm trước đây thì nó rất là đắt đỏ luôn. Thời điểm bây giờ thì năm nay người ta chơi va nhiều nên là những cái hàng này nó xuống giá cực nhiều lên luôn cô chú anh chị này. Hình tiếp theo là hình số 10, hình số 4. Em bán 280.000 cho chậu này. Và hình số 5 ạ. Số 5 nhá. Ba thân rất là dài. Chậu có một thân phải dài trên 1 mét, dài miên man luôn, rất là đẹp. Chậu này em bán 250.000. Tiếp theo là chậu số 6.
Chậu số 6 này em bán cũng 280.000. Chậu này cũng có 4 5 thân này, ngắn dài. Và tiếp theo là chậu số 7. Chậu số 7 ạ. Đây. Chậu số 7 này cô chú anh chị mình này, có 3 thân rất là xinh như vậy, em bán với giá 250.000. Và chậu số 8 cũng 280.000 cho chậu này. Có 4 thân, có 2 thân dài, 2 thân ngắn ạ, 280 của chú anh chị nhá. Với số tiền không có lớn về cô chú anh chị có thể được ngắm hoa luôn và đồng thời nhân kỳ làm giống em bán hình này. Tiếp thì hình số 9 với giá là 280.000 ạ. Và sang hình số 10 là giả hạc Hawaii nhé, của chú anh chị nhé. Giả hạc Hawaii thì thực sự em lần đầu tiên em được thưởng thức cái mùi hương của nó thì thực sự là rất là bất ngờ, bởi vì cái mùi hương quá là thơm ạ. Chỉ 1-2 bông nở thôi thì nó đã cực thơm rồi. Và cái hình số 10 em bán 200.000 thôi cô chú anh chị này. Hình số 10 200.000 cho giò giả hạc Hawaii số 10 nhé. Và cũng là hạ chuẩn hàng ươm kỳ ạ. Đây cô chú anh chị ngắm giúp em. Hình tiếp theo hình số 11 em bán 220.000 cho hình số 11 này, 3 thân. Và hình số 12. Hình số 12 đây ạ. Em bán với giá là 240.000 cho hình số 12. Ba thân căng mướt, hàng này sẽ nở hoa vào thời điểm Tết, cũng sẽ nở hoa thời điểm Tết nhé. Hình tiếp theo là hình số 13. Hình số 13 cũng với giá là 220.000. Sang hình số 14 là dòng hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Hạc vĩ thiên cung lữ bố thì so với cả hạc vĩ thiên cung lữ bố này, so với hạc vĩ rừng thì nó là hoa trên tài rất nhiều cô chú anh chị nhé. Tím đậm đà, tím rất là đậm luôn và bông hoa tròn, khuôn bông hoa tròn to rất là đẹp ạ. Và em có giò số 14 em bán với giá là 160.000 cho giò số 14. Giò số 15 về cô chú anh chị chỉ việc treo chơi thôi nhá. Chơi hoa xong cô chú anh chị mình có thể nhất cắt thân giả để ươm kỳ. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy là khi mà nhà vườn người ta làm ấy thì là một cái mắt ngủ người ta cũng tiết kiệm luôn cô chú anh chị này. Dễ thuần dễ chăm ạ. Hình này em bán là 160.000 thôi nhá. Và hình số 16 cũng 160.000 thôi ạ. Đó, hàng này rụng lá cô chú anh chị có thể nhìn thấy ít thân nhưng thực ra thì nó cũng rất là nhiều thân nhá. Và tiếp theo là hình số 17 này. Hình số 17 này. Đó, cái hình này em bán với giá là 180.000. Và hình số 18. Hình số 18 em bán là 180.000. Hình số 19 nhá. 19 em bán với giá 180.000. Và hình số 20 sẽ là hai cốc đen đô xuân. Hai cốc đen đô xuân này em bán 120.000 thôi cô chú anh chị nhá. Về ngắm hoa và cô chú anh chị mình làm giống. Thân căng khỏe đẹp, nói chung là hơi ngắn. Đó, em bán 120.000. Quá là xứng đáng đúng không ạ? 120.000 cho hai cốc dendro này. Và tiếp theo là hình số 21 này. Ba cốc ạ. Bây giờ xuống hết lá này. Cô chú anh chị này, xuống lá như vậy là chuẩn bị cho hoa nhá. Đây, ba cốc xuống lá. Và ba chậu này em bán 150.000, tức là chỉ có giá 50.000 cho một cốc thôi. 150.000 cô chú anh chị được sở hữu ba cốc dendro như vậy. Tiếp theo hình 22 với giá là 140.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Hai chậu thân mập căng rất là khỏe như vậy. Hình tiếp theo là hình số 23. 120.000 cho chậu số hai chậu số hình 23 này. Hình 24 là hai cốc đen đô này. Em bán với giá cũng 130.000 cho hai chậu đen đô này. Đó, cô chú anh chị thấy bây giờ người ta bán giá xỉ. Hiện tại thì em không dám nhập đen đô bởi vì người ta bán giá xỉ rất là cao luôn. Giá xỉ là một chậu hàng nụ hoa là người ta cũng đã bán 160-170 rồi. Nên là em không dám nhập. Hàng này là hàng còn lại em bán nốt nhé cô chú anh chị. 120.000 cho hình 25 cũng hai chậu. Hai chậu này là 120.000, tính ra 60.000 cho một chậu nhé. Bên này đây là dòng lan trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ có lẽ nếu như nói về chơi hoa Tết thì em nghĩ rằng ít có loại lan nào có thể đáng chơi hơn dòng lan trầm rồng đỏ. Một cái dòng hàng thân cực kỳ là nù. Hoa khi mà sổ bông hoa thì đỏ đậm đà, rất là thơm. Một dòng lan dễ thuần dễ chăm, hàng hoàn toàn ươm kỳ cô chú anh chị nhé. Em có hình 26 này đấy ạ. Hình 26 này để cô chú anh chị ngắm hoa Tết này. Hai thân lá xếp căng mướt rất đẹp. Với giá em bán là 450.000 cô chú anh chị nhé. 450.000 cho hai thân này. Tiếp theo là hình số 27, 420.000, đây cũng là chậu hai thân. Hàng này cô chú anh chị không chỉ ngắm hoa đẹp mà ngắm thân lá cũng cực mê luôn nhá. Khi mà mỗi khi mà cô chú anh chị thấy cái chồi của nó lên ấy, thân mập như vậy, khi mà cái chồi lên cực kỳ là to luôn, rất là đẹp luôn ạ.
Đó. Hình này em bán 420.000 cho hình 27. Tiếp theo, hình 28 này. Hình 28 này là 4 thân cực sum xuê luôn. 4 thân rất là sum xuê luôn. Cái chậu này đảm bảo cô chú anh chị nào lấy về chơi hoa Tết thì quá đỉnh luôn ạ. Quá đỉnh cô chú anh chị nhá. Màu sắc đỏ tượng trưng cho sự ấm áp, tài lộc và sự may mắn cô chú anh chị này. Và dễ thuần dễ chăm. Nên là cô chú anh chị đừng ngại ngần khi mà mua một cái chậu lan như vậy. Ngắm hoa Tết xong rồi mình chăm được, mình nhân ki được, chưa bao giờ hết giá trị. Chậu này em bán là 850.000 cho chậu trồng rừng đỏ số 28 ạ. 4 thân nhé cô chú anh chị nhé. 4 thân rất là to mộc khỏe. Tiếp theo này, cái chậu này là 2 thân này cô chú anh chị này. Chậu này 2 thân rụt rịt to nù như vậy đấy ạ. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là 440.000 là hình 29. Và hình số 30. Hình số 30 này cũng là chậu 4 thân. Cũng là chậu 4 thân cô chú anh chị nhá. Đây, một số thì lá đã rụng cái chỗ ngọn này này. Đã rụng hết rồi và cái nụ bắt đầu là chuẩn bị nứt này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em. Cái chậu này thì em xin phép bán với giá cũng 800.000 cho chậu số 30. Chậu số 31 440.000. Chậu này 2 thân. 2 thân 440.000 ạ. Chậu số 32. Một chậu 2 thân này em bán với giá là 440.000. Chậu này có 2 thân. Chậu 32 ạ, 440.000. Và chậu số 33 là một chậu 3 thân, cũng đang một thân to nhất cũng đang xuống lá chính chị này. Chậu này em bán 600.000. Và tiếp theo là chậu số 34. Chậu số 34 siêu đẹp luôn cô chú anh chị này, cực nù luôn. Hai thân cao nhất hiện tại thì đang rụng một số lá rồi cô chú anh chị. Đó, thân rụt rịt và lá xếp tăm tắp cực đẹp như vậy nhá. Cái giò này em xin phép được bán với giá 800.000 cho chậu 34. Chậu số 35. Chậu số 35 đây cô chú anh chị. Cũng là một chậu 4 thân hoa. Một chậu 4 thân hoa, thân đốt rụt rịt như vậy ạ. Rất là cao, rất là đẹp luôn. Chậu này em cũng bán 800.000 cho chậu 45. Và chậu số 46 là một chậu 2 thân. Trời ơi, cái thân của nó ấy cô chú anh chị này. So ngón tay cái của em có lại gì không ạ? Đây ạ. Quá là to khủng luôn cô chú anh chị nhá. Nói chung là trầm rồng đỏ thân nào cũng do rất là to như thế này. Ngắm thì rất là mê luôn. Hình số 36 440.000 cho hình số 46. Ngoài ra thì em còn có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan em có hùng nguyễn này, 25.000 cho một lọ và 50.000 cho một cặp nhá. Và duy đỏ 60.000 cho một ống ạ. Duy xanh 50.000 cho một ống. Và B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ. Keo liền da Mỹ Tiến, keo liền da sẹo đen 50.000 cho một lọ. Keo liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 cho một lọ. B12 giải độc treo cây 30.000 cho một lọ. Và cái ba loại phân bón lá này, phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát cũng có 3 loại dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ. Atonic ạ. Atonic em bán là 10.000 cho một gói của chú anh chị nhé. Atonic và thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá là 20.000 cho một gói. Dưỡng chất AB với giá là 85.000 cho một lọ. Dưỡng chất AB Ngọc Linh 75.000 cho một lọ. Em gói thêm sản phẩm đó chính là cái phân bón dạng túi lọc. Phân bón dạng túi lọc này cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong tất cả mọi giai đoạn phát triển, đồng thời kích thích da rễ cực mạnh. Và một hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong em bán với giá là 20.000 cho 35.000 cho một hộp nhá. Kim Kim Boom 35.000 cho một lọ này, à đâu 25.000 cho một gói này. Bà Sen 20.000 cho một gói. Và Cáp Tan đặc trị thối nhũn của Thái 35.000 cho một lọ. Cái bọc dây thít rất là nhiều luôn, to đùng như vậy luôn. Em bán với giá là 60.000 cho một bọc như vậy. Dây buộc lan 35.000 cho một cuộn, chiều dài 100m, có lõi nhôm và cái dao thít, dao cắt kèm theo, rất là tiện dụng. Em có thêm vỏ thông phân dê và
than củi đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng là 50.000 trong kg. Và vẫn có sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 cho một lọ. Có rất nhiều những tác dụng dược hiệu tuyệt vời, như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, đặc biệt là cái mùi hương tạo cảm giác dịu nhẹ và tạo cảm giác thư giãn, an thần, rất là tuyệt vời luôn. Cái hàng này là nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên, chiết xuất từ tự nhiên, nên là cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm nhé, rất là lành tính luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay,